Thân mến, và ngay bây giờ thời gian đưa ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1. Đêm biểu diễn nghệ thuật mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên chính thức được bắt đầu. Lời đầu tiên, cho tôi xin thay mặt gia đình xin gửi tới quý ông bà, cô bác, anh chị cùng các bạn nam thanh nữ tú của con tôi lời chào, lời kính chúc trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị cùng toàn thể các quý vị, hôm nay và ngày mai là ngày lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Hôm nay tôi thay mặt gia đình cảm ơn các quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc tới dự buổi tiệc trà mừng hạnh phúc cho con tôi. Vậy không biết nói gì hơn, sự thịnh tình của quý vị
gia đình tôi xin tạc dạ ghi lòng. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn nam thanh nữ tú của con tôi. Xin cảm ơn. Xin được chúc mừng và trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Dũng, đấng sinh thành của chú rể Quốc Tiệp, đã gửi tới quý vị những lời chào, những lời chúc, những lời tri ân sâu sắc và ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng đón nhận thông điệp tuyệt vời này bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Thưa quý vị thân mến, để chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên sẽ được diễn ra và hội tụ đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu những nhân vật quan trọng, những nghệ sĩ rất nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ hiện diện trên sân khấu để đón nhận lời cảm ơn, những món quà đến từ ông Nguyễn Ngọc Dũng. Xin chào đón nghệ sĩ Long Nhật. Xin chào đón ca sĩ Đan Phương. Xin được chào đón ca sĩ Mai Lan. Xin được chào đón ca sĩ Trúc Chi. Và cũng xin được đón nhận một tràng vỗ tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện cho các nghệ sĩ về biểu diễn trong đêm nghệ thuật ngày hôm nay, đó là ca sĩ Long Nhật. Xin được gửi tới quý vị những lời chào, những lời chúc, đặc biệt là xin gửi tới gia đình ông Dũng và bà Yên lời cảm ơn về sự hiện diện của ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Long Nhật. Khoan khoan, làm như cả nhà hơi xúc động và hơi mắc cỡ, hơi ai lệ, hơi né né khán giả đó. Mình lên một tí đi. Chắc có lẽ là bà con vỗ tay nhỏ quá đây nè. Lời đầu tiên cho phép Long Nhật xin gửi đến các cụ, các ông, các bà, các bậc ba má, các cô chú, các anh chị, các bạn, các em, những vị khách quý của gia đình anh Dũng. Nhưng cái ngày trọng đại của hai con Quốc Tiệp và Hương Liên, xin thay mặt tất cả các nghệ sĩ tham gia trong chương trình biểu diễn đêm nay, đến từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, đến từ Hoa Kỳ, đến từ thủ đô Hà Nội, xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào yêu thương và kính trọng nhất. Và có một điều Lâm Nhật cũng xin thưa với quý vị một chút xíu luôn, là xin cảm ơn anh chị anh Dũng và gia đình anh chị và gia đình các con. Cảm ơn ca sĩ Mai Lan đã là cái người biên tập chương trình hôm nay, đã mời thay mặt gia đình, đã mời ca sĩ hải ngoại Đan Phương, con gái lớn của Long Nhật là ca sĩ Trúc Chi, đây là con gái đầu lòng của Long Nhật. Long Nhật, nhưng mà chúng ta không thể nào quên, quý vị thấy là sân khấu đẹp không ạ? Đẹp không ạ quý vị? Sự kiện sân khấu rạp cưới đẹp không ạ? Ánh sáng đẹp không ạ? Âm thanh rất là hay phải không quý vị? Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho sân khấu rạp cưới và âm thanh ánh sáng. Và có một điều không thể thiếu nữa là sẽ nâng cho giọng hát của chúng tôi, ngoài âm thanh ánh sáng ra thì không thể thiếu những chàng trai rất đẹp trai của ban nhạc Hoàng Thanh. Lâm Nhật hy vọng rằng là âm thanh hay nhất của quý vị là một tràng vỗ tay để chúc mừng và ủng hộ ban nhạc Hoàng Thanh. Xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn, và chúc cho cái đêm live show thành công tốt đẹp. Chúc cho hai con Quốc Tiệp, Hương Liên trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. Một lát nữa đây các nghệ sĩ đã hát những bài hát thật là hay, thật là ý nghĩa, để chúc phúc cho hai con, chúc mừng cho gia đình làm ăn phát tài phát lộc năm mới còn giàu sang phú quý hơn nữa, và tổ chức nhiều cái live show như thế này hơn nữa, để anh em chúng tôi bay từ bên Mỹ, bay từ Sài Gòn ra để hát phục vụ quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Long Nhật đã đại diện cho các nghệ sĩ đến từ Hoa Kỳ, Sài Gòn, Hà Nội gửi tới đêm tiệc trà dạ hội chúc mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên những lời kính chúc vô cùng ý nghĩa tới toàn thể quý vị, đặc biệt là một lời cầu chúc tốt đẹp cho sự kiện trọng đại của gia đình ông Dũng và bà Yên. Ngay bây giờ
thì xin mời ông Dũng sẽ dành tặng những món quà tràn đầy tình cảm cho các nghệ sĩ trong đêm biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay. Xin mời. Thay mặt gia đình, xin cảm ơn anh Nhật, Trúc Chi, Lam Phương, Mai Lan. Gia đình cũng xin gửi tới sự cầu chúc nội ngoại gia đình của các anh, các chị là đón một cái năm mới luôn sức khỏe, hạnh phúc, an lành, thành đạt, ý nghĩa, nhiều niềm vui. Ở đây Dũng có một chút quà lì xì để thể hiện cái sự may mắn của gia đình. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, chúng tôi muốn là quý vị hãy biểu lộ cảm xúc của mình bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Thưa quý vị thân mến, những món quà tràn đầy tình cảm và ý nghĩa đang được ông Nguyễn Ngọc Dũng, đấng sinh thành của chú rể Quốc Tiệp, đang trao gửi tới ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Đan Phương, ca sĩ Mai Lan, ca sĩ Trúc Chi. Còn thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ thể hiện sự thịnh tình, quý khách của người dân Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội bằng một món quà xin được trao gửi. Đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt của toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Dũng, xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều ạ. Chúc quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thưa quý vị thân mến, những tiền đề cần và đủ cho đêm biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay đã được tạo dựng bởi ông Nguyễn Ngọc Dũng và các nghệ sĩ tham gia trong đêm biểu diễn nghệ thuật. Và ngay bây giờ MC Tuấn Linh cũng cần một tràng vỗ tay nồng nhiệt của quý vị để tôi xin phép được mở chiếc phong bì bí mật này để chia sẻ những bí mật, những nội dung mà chúng tôi và quý vị đang chờ đợi và ước ao. Một tràng vỗ tay của quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nhận những món quà âm nhạc đến từ ca sĩ hải ngoại Đan Phương xin gửi tặng toàn thể quý vị trong đêm tiệc tràng ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, Đan Phương xin thân ái kính chào toàn thể quý vị có mặt hôm nay. Đan Phương hôm nay rất là vui được đến đây, rất vui cho quý vị. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Mở đầu chương trình thì Đan Phương gửi tặng quý vị, tặng cho cô dâu chú rể một liên khúc rất có ý nghĩa trong ngày vui hôm nay, được mang tên 60 năm cuộc đời. Xin cảm ơn quý vị. I know.
20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm cuối lạc vào. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Một bài hát kế tiếp cũng là một bài hát rất là vui nhộn, tặng cho cô dâu chú rể cùng với quý vị hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ, rất cần thực được mang tên Túp Lều Lý Tưởng. Xin cảm ơn quý vị cùng thưởng thức. Nam Phương quay về nữa rồi, Nam Phương sát bộ đồ tặng quý vị nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Tiếp nối chương trình thì Đăng Phương xin phép được trở lại với dòng nhạc Bolero. Cảm ơn anh.
Một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Hoài Linh được mang tên Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đằng Phương xuống đây cho gần khán giả nha. Chiều nào tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà, hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta, muốn không gian ngừng tan níu đôi chân thời gian. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đăng Phương xin phép tâm sự chút xíu là chắc quý vị thấy Đăng Phương cũng rất là mới.
Đăng Phương thì mới về Việt Nam đi lưu diễn được khoảng 3-4 năm nay. Năm vừa rồi thì Đăng Phương có về Hưng Yên diễn là xong, là ở bên Mỹ bùng phát là Đăng Phương không có vé máy bay, nên giờ cứ ở Việt Nam đi hát lai rai cho vui, với giờ bên Mỹ cũng không có show. Tiếp nối chương trình thì Đăng Phương xin hân hạnh giới thiệu quý vị một tiếng hát rất là ngọt ngào. Nữ ca sĩ Mai Lan là giải nhất của giọng hát vàng Việt Nam hình như là năm 1998. Và ca sĩ Mai Lan cũng đi diễn châu Âu rất là nhiều. Xin quý vị một tràng pháo tay chúng ta cho đón tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Lan. Lời đầu tiên cho phép Mai Lan xin được gửi lời chào trân trọng tới các ông, các bà, các cô chú, các anh chị và các bạn có mặt trong bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc của buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn lời giới thiệu của anh xin cảm ơn lời giới thiệu của anh Đan Phương, là một người anh của Mai Lan. Anh Đan Phương vừa giới thiệu là năm 1918 nhưng không phải năm. Thưa, không để quý vị chờ đợi lâu nữa, thì ngay sau đây thì Mai Lan và anh Đan Phương xin gửi tới quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Giao Tiên, ca khúc Lạnh Nhớ Những Người Yêu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Sao đêm ước gì mình là thần rơi hay
Đăng Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Đăng Phương xin nhường sân khấu lại cho Mai Lan ạ. Xin cảm ơn ban nhạc. Kính thưa quý vị, Mai Lan cũng như tất cả các anh chị em nghệ sĩ hôm nay rất là vinh hạnh khi được về đây dự tiệc cưới và để gửi tặng những quý vị, tất cả các quý vị những lời ca tiếng hát về những ca khúc quê hương, về những ca khúc mang chữ tình bolero. Cảm ơn sự có mặt hiện diện của quý vị để cổ vũ cho các anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là để chúc phúc cho gia đình. Và ngay sau đây xin mời quý vị một thưởng thức một sáng tác về mùa xuân. Chúng ta vừa mới đón chào một mùa xuân rất là hạnh phúc đúng không ạ? Và ngay sau đây mời quý vị thưởng thức ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Cảm ơn quý vị, không biết là ca khúc vừa rồi Mai Lan có làm hài lòng quý vị không ạ? Dạ, hôm nay ở đây thì con thấy là có rất nhiều các cụ ông, cụ bà, các cô chú lớn tuổi, nhiều hơn là các bạn bạn trẻ. Vậy xin phép
sẽ gửi tới những ca khúc để phù hợp với sở thích và những cái ca khúc mà đã để đi mãi với thời gian để dành tặng riêng cho những người lớn tuổi hôm nay. Thì không biết là các bạn trẻ có đồng ý không ạ? Dạ, xin cảm ơn ạ. Và phần biểu diễn sau của Mai Lan thì Mai Lan sẽ hát là một ca khúc bolero để tặng các bạn trẻ. Và ngay sau đây xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác nữa, lời thơ của nhạc sĩ Phan Đình Điều. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Thơ Tình Cuối Mùa Thu.
Thưa quý vị, có muốn thưởng thức dân ca nữa không ạ? Hay là nghe bolero ạ? Mai Lan thân mến, anh thì anh biết rằng hôm nay thì thời gian cũng đang cho chúng ta những điều kiện cần và đủ, là thời gian đang trôi chậm lại. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng sự hiện diện của quý vị đang đông vui tại đây cũng là một yếu tố quan trọng để chúng ta làm lệch tâm trái đất. Trái đất sẽ trôi chậm, những vòng kim đồng hồ cũng đang hướng về đêm biểu diễn nghệ thuật ngày hôm nay. Mai Lan thân mến, anh thì khẳng định rằng là lúc này bên những bàn tiệc trà, tất cả những vị khách quý, các quý ông quý bà đang hướng về em với một sự ngưỡng mộ, một niềm vui, một niềm tự hào là cảm ơn. Trước tiên là gia đình em, cảm ơn đất nước này đã có sự thanh bình, hạnh phúc để có những người phụ nữ, những người con gái xinh đẹp, tài năng như Mai Lan. Và em hy vọng em hãy nhớ một điều rằng kể từ bây giờ, cái hình hài này, cái tài năng này không chỉ là của em, của gia đình mà còn là của quốc gia. Chính vì vậy mà em hãy chăm sóc, giữ gìn sức khỏe để được cầu chúc em luôn hạnh phúc và thành công trong con đường nghệ thuật. Và anh hy vọng rằng rồi thời gian sẽ trôi đi, và đến khi nào các nghệ sĩ nhìn lại trong cái cuốn tư liệu cuộc đời của mình, thì hãy cho chúng tôi mảnh đất Bình Đà với tình người ấm áp như thế này một dòng để lưu dấu. Quý vị đã về với đây, về với vòng tay, về với sự thương mến của những người dân Bình Đà, quý vị hãy dành tặng cho Mai Lan một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Xin cảm ơn, xin mời Mai Lan. Xin được cảm ơn chàng MC rất là điển trai và những lời rất là có cánh dành tặng cho Mai Lan. Và kính thưa quý vị, trước khi biểu diễn ca khúc tiếp theo Bolero thì Mai Lan cũng xin chia sẻ với quý vị là khi mà đi diễn ở châu Âu, diễn cùng với lại các nghệ sĩ của Trung tâm Thúy Nga Paris thì không chỉ khán giả không chỉ thích nghe bolero đâu ạ, và tất cả những cái bài dân ca, vì ở nước ngoài thì cũng có rất nhiều những người con của Việt Nam, những người kiều bào của Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc, miền Trung cũng có, miền Bắc cũng có, miền Nam cũng có. Và khi đó thì các nghệ sĩ, khi mà nghệ sĩ Việt Nam sang thì được mọi người rất là chào đón, và khi đó thì chúng tôi hát cả đêm và hát tất cả về các vùng miền. Và vừa rồi quý vị thưởng thức hai ca khúc dân ca, và ngay sau đây thì xin mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ Hồ Đình Phương, ca khúc Con Đường Xưa Em Đi. Đây là nhạc phẩm Bolero ạ. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn dành cho Mai Lan được không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Âm thanh cho giúp em nhạc to và cái mic này to chút nha. Cảm ơn ạ.
xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lát nữa thì Mai Lan sẽ quay trở lại chương trình để tiếp tục phục vụ thị hiếu âm nhạc của quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón giọng ca của nữ ca sĩ trẻ Trúc Chi. Xin được trân trọng cảm ơn Mai Lan. Trúc Chi thân mến, em có thể cho anh 5 phút đồng hồ. Chắc chắn là mọi người cũng đang dành tất cả cái sự hồi hộp, chờ đợi, ước ao để em lên sân khấu. Nhưng cho anh xin 5 phút đồng hồ nhé, Trúc Chi. Cảm ơn em rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì MC Tố Linh xin được có một cái lời, một cái thông điệp tri ân tới tất cả quý ông quý bà và toàn thể quý khán giả đang hiện diện tại đây. Đa số là những người dân Bình Đà, xã Bình Minh. Để MC Tố Linh có một cái thần thái, có một sự tự tin nhất định đến những ngày hôm nay, thì chính cũng là sự nhào nặn và sự yêu thương của toàn thể quý vị. Đặc biệt là Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tân Sen có một sự lớn mạnh và phát triển bền vững như ngày hôm nay, cũng nhận được sự tin tưởng của quý vị trao gửi. Chính vì vậy mà cho MC Tuấn Linh thay lời cho những người làm chương trình đến từ Trung tâm Tổ chức Sự kiện Tân Sen xin tri ân và trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và để đáp lại tình cảm của quý vị thì cũng mạn phép cho MC Tuấn Linh được cất lên lời ca tiếng hát. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi thì mọi tầng lớp nhân dân của người Bình Đà, xã Bình Minh sẽ hướng về một cái sự kiện rất quan trọng. Đó là ngày đại kỳ phước của làng Bình Đà. Xin cầu mong Đức Quốc Tổ, Đức Thành Hoàng Làng sẽ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Và đặc biệt là sẽ phù hộ cho các nghệ sĩ về với mảnh đất địa linh nhân kiệt này sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin mời quý vị cùng đến với một không gian của một ngày hội lịch sử bằng một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà, ca khúc có tựa đề Đất nước cho niềm vui. Ta đi trong buồn anh sao vàng cờ tung bay, buồn vàng và bé say những bước chân trồn về đây. Sài Gòn ơi đúng đi, đã bao năm rồi một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vàng tiếng ba hồ thầy từ non sông tạo rực sắc hôm nay, mắt vui với hồi toàn dân hai người đầu năm ơi xa xứ son đã mang đầy hồi hòn vui hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn mẹ ta non sông sông nhớ vàng gió Việt Nam. Vỗ tay đi quý vị, xin cảm ơn. Đi trong buồn ánh sao vàng rừng cơn tung bay, dồn vàng và bé say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi đứng đi, đã bao năm rồi một ngày vui Sài Gòn. Ta nghe như vang tiếng ba hồ dày trên non sông xào rực sắc hôm nay, mắt vui vui hồi toàn thân hai đồng ơi sân son đã vang đầy hoàn hát nữa đi em những lời yêu thương. Hồi thoảng thắm nao đất đất nước
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời lên sân khấu điều bí mật lớn lao. Đó là phần biểu diễn của nữ ca sĩ Trúc Chi. Vâng, đây là con gái của nghệ sĩ Long Nhật. Chắc chắn chặng đường nghệ thuật phía trước cho một cô gái trẻ này như thế này còn rất nhiều những trở ngại, những thử thách, những chông gai. Nhưng chắc chắn về với mảnh đất rất ấm áp tình người như thế này thì Trúc Chi, em sẽ nhận được một sự động viên xứng đáng cho đêm biểu diễn hôm nay, cho con đường nghệ thuật phía trước. Xin quý vị hãy dành một lời cầu chúc tốt đẹp cho Trúc Chi bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt đi ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh MC ạ. Và lời nói đầu tiên con xin gửi đến quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, xin cảm ơn. Và bài hát đầu tiên con xin gửi đến tới quý vị một bài hát của nhạc sĩ Anh Việt Thu, ca khúc mang tên Người Đi Ngoài Phố. Xin được cùng lắng nghe. Hãy
Và ca khúc kế tiếp em xin gửi đến tất quý vị một bài hát của nhạc sĩ Già Hoài Linh. Ca khúc này em sẽ song ca với người cha của em. Ca khúc được mang tên Căn Nhà Màu Tím, và em sẽ song ca với ba em, đó là ngôi sao ca nhạc Long Nhược. Quý vị có thể cho ba em một tràng vỗ tay lớn lên có được không ạ? Vâng, quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn.
Dạ, bước qua năm mới, con xin chúc cho... Ở trong Lâm Nhật Trúc Chi á, Điện ơi. Tất cả bà con ở đây, một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý ạ. Quý vị lì xì cho con một tràng vỗ tay nữa có được không ạ? Vâng, xin mời vị rất là nhiều ạ. Ra đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biển, gọt liễu mong manh, làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến nhắn cân nhớ mong tim. Mít lớn em, anh đang chờ. Mít lớn em ơi, Điền ơi, mít lớn. Vỗ tay nhỏ quá à. Lâm Nhật xin kính chào quý vị. Chưa thấy ai vừa ý thôi. Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngậm ngùi, hạt rơi luôn hoa cười. Ai chẳng khỏi hờn duyên mơ hồ. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương. Thương đôi môi đầy nhớ sông, thương tí mất giàu dạng sông. Tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn, em anh ước mong gì hơn. Cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ cười. Thú quá vậy, trao một nụ hôn ban đầu. Cảm ơn những cặp hôm nay thật là thương mến của tất cả quý vị. Lâm Nhật xin gửi đến tất cả quý vị, tất cả quý vị lời chào yêu thương và nồng nhiệt nhất. Gặp em anh đã thương càng thương. Thương đôi môi đầy nhớ sông, thương tí mất dầu dạng sông. Tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trắng tròn, tình em cao vút trường sơn. Gặp em anh ước mong gì hơn. Cho anh còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ.
mắt trao một nụ hôn ban đầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Trả cái micro hay cho ba. Con gái gì đâu mà. Cảm ơn quý vị. Dạ con xin chào mọi người ạ. Quý vị có thể dành cho con gái Long Nhật một tràng pháo tay nữa. Tú Tú đưa đưa chị Chi xuống. Đôi giày gì mà cao dữ vậy? Cả Mai Lan và Trúc Chi đã dặn là đi giày thấp thấp rồi. Người nào người đấy đứng trên hai cái ghế đi ba. Một lần mà hai đứa nó ra sân khấu là Long Nhật muốn rớt tim ra ngoài. Sợ té nhưng gì trên. Ở ngoài Bắc gọi là ngã quá mà. Rõ ràng là ngã mà gọi là té. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa Long Nhật xin chào quý vị và xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hy vọng là quý vị đã thương Long Nhật 30 năm. Đi hát 30 năm rồi, nổi tiếng cũng được đi hát hơn 30 năm. 89 là về Hải Đăng Nha Trang, mà 91, 92 là có mấy nhiêu cầu tre, phải không quý vị? 91 cho đến bây giờ là 30 năm thưa quý vị. 30 năm, Long Nhật hy vọng là quý vị đã thương Long Nhật 30 năm rồi. Thì cái thế hệ tiếp nối là con gái lớn của Long Nhật là Trúc Chi đó. Nối nghiệp của cha thì cũng mong quý vị cũng thương Trúc Chi như là đã thương Long Nhật. Con gái Long Nhật định cư ở bên Mỹ cùng với Cát Tuyền là dì ruột, cùng với ca sĩ Đan Phương luôn. Nhưng mà bởi vì từ 2 năm nay dịch giả, nước ngoài dịch giả ghê quá, Đan Phương về nước thì Long Nhật cũng khuyên Đan Phương là nên ở lại Việt Nam và phát triển sự nghiệp ở Việt Nam luôn. Lúc nào bên kia bình yên rồi hãy về. Còn riêng con gái Trúc Chi, Long Nhật giữ ở nhà luôn, không cho đi Mỹ nữa. Quý vị thấy đúng không ạ? Dạ, Việt Nam bây giờ là an toàn nhất cơ đã. Long Nhật là người Huế, nổi tiếng ở Nha Trang, sống ở Sài Gòn. Nhưng mà khán giả ở ngoài Hà Nội, Hà Đông, Bình Đà rất là thương Long Nhật. Là bởi vì quý vị biết làm sao không? Để Long Nhật kể cho các em. Là bởi vì Long Nhật sẽ hát cho quý vị nghe một bài tủ. Quý vị có nghe Long Nhật hát bài tủ không? Vỗ tay gì mà người võ người không vậy nè. Một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Bài hát này Long Nhật đã chọn làm live show của Long Nhật tổ chức tại bên Mỹ. Và Long Nhật có thưa với khán giả bên miền Bắc Cali là khán giả ngoài Bắc Việt Nam rất là thương Long Nhật. Long Nhật hát bài này để quay khán giả Bắc Cali, cô thương Long Nhật giống như là người Bắc ở ngoài Việt Nam không? Ở trong Việt Nam không? Ở hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Vỗ tay lại quá. Vỗ tay lại. Không phải vỗ tay vậy. Vỗ tay theo tiếng nhạc. Bắt nhịp nhạc nè. 2, 3. Lớn lên nào. Bên phải tay đâu? Bên đứa tay cao cao. Camera quay xuống dưới nha. Bên phải đâu đứa cao nào. Đằng xa đâu. Bên trái à, bên trái à. Một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau. Tiếng mưa rơi
nào, to lên, lớn lên nào, nhịp nhàng lên. Có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ anh mơ về bên em, ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau với nỗi nhớ. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đắm thắm hơn, ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn, ở hai đâu nỗi nhớ tình đắm thắm trang pháo tay thật là thương mến của tất cả ông bà cô bác anh chị quý vị các bạn. Cảm ơn những cành hoa rất là tươi thắm. Cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ bài này nè, ai thuộc lên sân khấu hát với em, ai không thuộc cùng nhảy với em cho vui, lỡ có sập sân khấu thì ngày mai anh Dũng mình làm lại không có sao đâu. Thời tiết Hà Nội ngoài Bắc Hà Đông mình rất đẹp, hôm nay trời mưa bay bay xuân đẹp quá. Trời không nóng, không lạnh, trời mát mẻ. Quý vị đi dự live show tiệc cưới, trang điểm ăn mặc đẹp quá. Mà đám cưới mà có mưa mưa là hai cái đứa này mai mốt nó giàu lắm đây. Xin mời quý vị cùng nghe Hoa Cài Mái Tóc của nhạc sĩ Xuân Tiên. Trời tài hơn lớn hơn lúc nãy à. Lên lên nào. Yeah. Đúng rồi, lên đây. Thêm đông đông người nữa à. Đẹp trai đẹp gái, các anh chị lên đây. Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lên nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tim con vẫn còn ngày xanh, một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài, về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, ta yêu tình đường phai. Xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Trai tên gì? Anh Cương. Cái gì Cương? Tuyến Cương. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho anh Tuyến Cương. Anh nói đâu mày không nghe. Anh nói tên Cương. Cái lớp việc hỏi là cái gì Cương? Yeah, cảm ơn Tuyến Cương. Woo!
non vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, ta yêu đừng phai. Xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoan ca. Buồn vì nhau không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Đi thay áo dài đi, áo dài đỏ. Vỗ tay lớn lên. Được không? Được không à? Quý vị có chịu không? Chịu không à? Chịu mà vỗ tay còn nhỏ xíu vậy nè. Lâm Nhật nói giọng Huế này pha pha giọng miền Nam, quý vị nghe có dễ nghe không? Dễ nghe không à? Bớt vang đi anh, bớt vang. Vang quá. Có dễ nghe không quý vị? Nghe có dễ thương chút nào không? Về móc dịu lên thơm em nữa. Cảm ơn quý vị, kính chị các bạn. Rồi quý vị yêu cầu này, bây giờ là sẽ là chương trình ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài Tiếng Nói Việt Nam VOV Giao Thông. Về quê ngoại chịu không? Chịu về quê ngoại không? Mấy nhịp cầu tre chịu không? Dạ. Mấy nhịp cầu tre về quê ngoại. Để Lâm Nhật hỏi luôn này, chuẩn bị. Em yêu anh như câu hò ví dặm chịu không? Gần lắm Trường Sa chịu không? Chịu. Gần lắm Trường Sa rồi hát Trường Sa rồi có hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây không? Hát hết vậy đó hả? Tóc em đuôi gà có hát không? Hát hết vậy đó. Bây giờ hát mấy nhiêu cầu tre, nhưng mà quý vị yêu cầu có một bài Lâm Nhật khuyến mại, hát liên khúc hai bài luôn, chịu không? Chịu không? Liên khúc luôn nghe em ơi. Liên khúc mấy nhiêu cầu tre về quê ngoại luôn, chịu không? Đúng rồi. Bài này là bài đầu tiên đó. Hai bài đầu tiên. Vỗ tay lớn. Liên khúc mấy nhiêu cầu tre về quê ngoại. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngoại ru từng lời, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ, kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi. Bao nhiêu năm qua, chắc về làng quê, chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi. Ôi quên làm sao, kỷ niệm ban đầu của tuổi thơ. Anh mơ từng mùa, cơn gió giật giờ, dù anh giấc ngủ thiêm thiếp vào mơ. Đây là quê hương anh, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, cho ngoại ăn trầu ngoại sống dài lâu, cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Em vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nói chuyện cạnh mẹ, xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không, lưng ngoài đã còng vì thời gian,
quê hương đời đời, câu hát ngọt lời âm vui sống lại như mau về tìm. Quý vị vỗ tay to, Lâm nhà hát mấy nhiêu cầu nha, lớn nào, qua cầu nè. Làng tôi nghe đung đưa mấy nhịp cầu tre, làng bên băng qua kênh nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, lặng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe, cầu tre bao đêm hè vui một câu về, để lòng ai quên hết nao nề. Ai đem bắt nhịp cầu tre cho chàng là chàng làng bên ấy, thương em là em ở bên này. Cầu tre tích tịch tình tang, cầu tre tăng tịch tình tình rằng nhớ ở đây, thương nhau mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi. Qua cầu thưa rằng thưa rằng thưa, qua cầu gió bay. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, nhớ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên, cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, lòng cầu như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong thay nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thân tiên, lòng mong mai cho dù sông cạn đã mòn, nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Em thương nhiều không, lưng ngoại đã còng vì thời gian, quê hương đời đời câu hát ngọt lời âm vui sống lại như mau về tìm. Được không quý vị? Đã chưa? Đã chưa? Chưa đã. Phê chưa? Phê chưa hả? Tình ta bao nhiêu tuổi xin đi? Phê chưa hả? Chưa phê. Hát một bữa cho đã luôn ha. Tại vì ngày mai mình còn hát nữa. Nhưng mà cái chuyện của ngày mai để ngày mai tính, xử cho xong hôm nay cái đã. Lâm Nhật có cái bài này mới tinh 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 nè, mới keng keng keng. Đúng ra là bài để hát trong cái lễ đón dâu chiều mai cơ. Nhưng hôm nay sung quá, hát luôn. Chịu không ạ? Hát luôn một quý vị thấy hay thì ngày mai mình hát nữa, đúng không? Quý vị nghe bài mới không? Vỗ tay nhỏ quá. Nếu như năm ngoái quý vị đã yêu thương Lâm Nhật trong phim ca nhạc Tìm Lại Người Xưa, đúng ra là Lâm Nhật hát Tìm Lại Người Xưa trong tối nay, nhưng cái bài nó hơi buồn, nó không hợp với đám cưới. Năm ngoái Lâm Nhật đã có cái phim ca nhạc Tìm Lại Người Xưa đầu tư 1 tỷ kỷ niệm 30 năm ca hát của Lâm Nhật. Thì bài mới này quý vị nghe thử có nên đầu tư lớn bằng hoặc hơn cái Tìm Lại Người Xưa của năm ngoái không? Quý vị, bài mới quý vị chỉ có nghe từng lời từng chữ giúp Lâm Nhật, để rồi là hát xong Lâm Nhật xin ý kiến quý vị là có nên đầu tư bài này thành một cái bài mới hit tiếp theo của Hai Đầu Nỗi Nhớ, tiếp theo của Gần Lắm Trường Sa, tiếp theo Câu Hò Ví Dặm, tiếp theo Cầu Tre Quê Ngoại. Lâm Nhật hát quý vị nghe nhé. Con cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Việt Nam và thế giới bình yên. Không biết bằng cách gì đó mà ơn trên thổi phù một phát, 4-5 lần dịch giả tan biến hết. Việt Nam là điểm đến, đang là an toàn và thiên đường của thế giới. Con cảm ơn cha mẹ
để sinh thành ra chúng con, nuôi dạy, yêu thương, đùm bọc, xây dựng cho đến ngày hôm nay có một cái đám cưới đẹp lộng lẫy như thế này của hai con Quốc Tiệp và Phương Liên. Em cảm ơn anh đã làm chồng của em. Anh cảm ơn em đã làm vợ của anh. Kính mời quý vị cùng nghe một bài hát mới. Tin, có lẽ đây là lần đầu tiên Lâm Nhạc hát ngoài sân khấu. Tình ta bao nhiêu tuổi của ca nhạc sĩ Randy. Bài vì là bài mới, nó rất là ý nghĩa. Chỉ có quý vị chỉ có nghe giùm Lâm Nhật. Rồi Lâm Nhật xin ý kiến. Cảm ơn quý vị. Tình ta bao nhiêu tuổi? Anh hỏi vợ yêu tình ta bao nhiêu tuổi? Môi nở nụ cười và ngước mặt hôn anh. Ngọt ngào làm sao môi hồng thơm nức nở. Ý vợ là gì anh tự hiểu hay sao? Thấu hiểu lòng em nhìn quanh không gian nhỏ. Bao kỷ niệm vàng giờ vẫn còn trong nhau. Tuổi của tình ta trao hiền con dấu thạo. Ôm vợ vào lòng siết chặt lễ rưng rưng. Nhớ trên ban điều lành phép lạ. Lòng con xin trọn đời ghi nhớ mãi. Ngày đau xót đoái thương cho nhân loại. Dẫu cho đời sóng gió ta cứ tin. Mẹ cha thương gian khổ nhiều vất vả. Nhận nơi con lòng biết ơn sâu sắc. Cùng con cháu sống vui đời sống khỏe. Ơn cha mẹ con khắc cốt ghi tâm. Anh hiểu vợ ơi tình yêu đâu có tuổi. Em đừng cười buồn vì anh hỏi vu vơ. Đừng kể tội nhau khi hờn hay nóng giận. Cho tuổi tình mình lúc nào cũng tuổi yêu. Quý vị nhớ nha, Quốc Tiệp và Hương Liên nhớ nha. Đừng kể tội nhau khi hờn hay nóng giận. Cho tuổi tình mình mãi mãi là tuổi yêu. Bài mới quý vị nghe được không? Được không ạ? Anh hỏi vợ yêu tình ta bao nhiêu tuổi? Môi nở nụ cười và ngước mặt hôn anh. Ngọt ngào làm sao môi hồng thơm nức nở. Ý vợ là gì anh tự hiểu hay sao? Thấu hiểu lòng em nhìn quanh không gian nhỏ. Bao kỷ niệm vàng giờ vẫn còn trong nhau. Tình ta trai hiền con dấu thạo. Ôm vợ vào lòng siết chặt lễ rưng rưng. Nhớ trên ban điều lành phép lạ. Lòng con xin trọn đời ghi nhớ mãi. Ngày đau xót đoái thương cho nhân loại. Dẫu cho đời sóng gió ta cứ tin. Gian khổ nhiều vất vả. Nhận nơi con lòng biết ơn sâu sắc. Cùng con cháu sống vui đời sống khỏe. Ơn cha mẹ con khắc cốt ghi tâm. Anh hiểu vợ ơi tình yêu đâu có tuổi. Em
em đừng cười buồn vì anh hỏi vu vơ. Đừng kể tội nhau khi hờn hay nóng giận, cho tuổi tình mình lúc nào cũng tuổi yêu. Đừng kể tội nhau khi hờn hay nóng giận, cho tuổi tình mình lúc nào cũng tuổi yêu. Tình ta bao nhiêu tuổi? Mày mới được không quý vị? Dạ. Em vừa hát em vừa hồi hộp cái này. Đầu tư không? Có nên đầu tư bài này không? Làm những hy vọng rằng 1 tỷ mốt không đủ. Vâng, Lâm Nhật hỏi ý kiến quý vị ở đây. Bình Đà là ngày xưa Lâm Nhật, khi mà Lâm Nhật xem cái chương trình live stream của em mà cái trailer của Mai Lan gửi lên á, thì Lâm Nhật thấy là rất mơ được Bình Đà. Lâm Nhật nghe một cái địa danh nó thân thương lắm thưa quý vị. Tại vì cả một cái tuổi thơ Lâm Nhật ở trong Huế đó, là tối ngày cứ mong đến ngày Tết để mà đốt pháo Bình Đà thôi. Mấy mươi năm rồi, đó là một cái kỷ niệm mà nó khắc sâu trong tim, trong óc của người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả Bình Đà nhiều nè. Hát nữa không ạ? Chưa, em yên tâm nè, em tính cắt anh đúng không? Anh Long Nhật ơi, cho em, anh đã chạm vào cái ký ức, cái niềm tự hào của người dân Bình Đà, thì cho em xin được đại diện cho tất cả những người dân Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, xin gửi vào trái tim của anh một cái thông điệp như thế này. Em thì vẫn nhớ cái ký ức được nghe anh hát cái lần đầu tiên cái ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre cùng ca sĩ Mỹ Hạnh. Có lẽ cái ký ức đó đã rất là hẳn sâu trong cái ý thức hệ, cái trí nhớ của em. Và rất nhiều những chàng trai, cô gái và bây giờ thì có thể đã trở thành quý ông, quý bà đang hiện diện trong đêm tiệc trà hôm nay. Cái ca khúc đó truyền cảm hứng cho các chàng trai, cô gái của làng Bình Đà. Lúc đó bên những cái thiết bị sản xuất pháo ấy, thì là cảm tưởng như là thời gian nó trôi rất nhanh, mà công việc thì cũng lại tiến độ cũng rất là nhanh. Để người dân Bình Đà đem cái tiếng pháo đi mọi miền quê hương đất nước, rồi vượt qua biên giới của Việt Nam, để đem lại một cái Tết mà em nghĩ rằng tiếng pháo thì ăn vào tiềm thức của rất nhiều người rồi. Chính vì vậy mà quý vị ở đây ai còn nhớ cái thời khắc mà chúng ta được nghe ca sĩ Long Nhật và nữ ca sĩ Mỹ Hạnh hát cái ca khúc Mấy Nhịp Cầu Tre ở trên chiếc tivi đen trắng. Tivi đen trắng ở những năm 80, 90 đúng không anh Long Nhật? Nếu ai còn nhớ thì hãy dành một tràng vỗ tay để cảm ơn anh Long Nhật đi ạ. Xin cảm ơn. Và chắc chắn anh sẽ đầu tư vào ca khúc vừa rồi. Anh đầu tư có thể là về tâm huyết, tiền bạc, còn tất cả người dân Bình Đà sẽ luôn anh ở bên anh, ủng hộ và đặc biệt là chúc con đường nghệ thuật, đặc biệt là những sản phẩm mới, những sản phẩm về âm nhạc của anh sẽ luôn được sự đón nhận đông đảo và tuyệt đối của người yêu giọng hát Long Nhật. Xin cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành đạt. Tuấn Linh nói hay không quý vị? Vừa đẹp trai vừa nói hay. Nói cái này là con gái mà con kiến trong lỗ cũng phải bò ra mà nghe đây này. Hèn gì mà ở trong Huế với trong Sài Gòn mấy cô con gái trong đó là cứ thích lấy chồng Bắc Kỳ thôi. Bởi vì mấy anh trai ngoài Bắc nói chuyện ngọt quá, dễ thương quá. Một lần nữa anh cảm ơn Tuấn Linh nha. Một bài nữa là Lâm Nhật sẽ mời ban nhạc ra sân khấu. Lâm Nhật sẽ một bài nữa và Lâm Nhật sẽ mời ban nhạc ra sân khấu để Lâm Nhật song ca với Đan Phương, Lâm Nhật song ca với Mai Lan và cùng tốt ca với các em nữa. Một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Lâm Nhật nghĩ rằng là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Hoàng. Nhạc sĩ Trần Hoàng, ông là người Quảng Trị, ông là người miền Trung, là người con ưu tú của miền Trung. Nhà của ông cách nhà Lâm Nhật có 30 cây thôi, Quảng Trị giáp Huế. Ông trước đó ông là giám đốc sở văn hóa Bình Trị Thiên, sau này ông là bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Sẽ mời quý vị nghe một ca khúc dòng nhạc Trữ Tình Tiền Chiến. Bài này nó cũng không hợp với đám cưới đâu, nhưng mà nó rất là dễ thương. Một ca khúc cách mạng mà khi nào đi thi hoặc 30 tháng 4 quốc khánh 2 tháng 9 thì Lâm Nhật mới hát. Hôm nay hát luôn cho quý vị nghe, quý vị chịu không? Lâm Nhật không giới thiệu tựa đề. Em hát luôn, khỏi giới thiệu tựa đề anh hả? Lâm Nhật hát luôn. Nhạc, em ơi nhạc luôn. Quý vị nghe câu đầu tiên mà thấy hay thì vỗ tay lớn lên. Khoan, chưa.
đáng là phải vỗ tay chưa? Quý vị nghe câu đầu tiên nào. Mà thấy hay thì vỗ tay lớn lên. Còn quý vị thấy không hay, có nhiệt bỏ. Hát bài khác. Chiều không? Chiều không à? Câu đầu tiên nha. Một chiều anh bước đi, em tiễn đưa ra tận cuối đồi, nghe dặn lời rằng kháng chiến còn trường kỳ, rằng kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày xéo dân ta, cho cuộc đời mới một ngày vui sẽ tới phơi phới. Như dòng sông ra đại dương, qua bao gành và đá treo leo, đấu tranh này còn dài em ơi, mới tới ngày chiến thắng và xa xôi. Em nhớ lời, dù kháng chiến còn trường kỳ, dù kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Quý vị có thể vỗ tay lớn được rồi. Vỗ tay lớn quý vị. Chị ra đây với em. Chị ra đây với em. Để em giới thiệu bài hát này. Quý vị còn nhớ bài này bài gì? Quý vị nhớ rồi đúng không? Lời người ra đi. Vâng. Quý vị đang nghe Lời người ra đi của nhạc sĩ Trang Hoa. Và dù nơi chốn xa, cho gió mưa có rơi dầm dề, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sơn lòng, đừng nề gian khổ. Súng còn vang, dân lầm than, đây chiến trường thề quyết sông pha, ánh dương bầu trời Việt Nam ta, mong hòa bình ở tới, để toàn dân vui sống no ấm. Trên đồng xanh em cùng anh, lấy sức người vượt sức thiên nhiên, sống vui cùng đồng lúa nương khoai, cho một mùa gió thăm và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống, hòa tình đời tình phơi phới, mừng ngày về tràn trề tin tưởng. Vỗ tay lớn. Trời ơi con đẹp vậy. Con nhỏ chút xíu vậy hả? Trời con nhỏ xíu vậy nè. Con xin ngày mai chú sẽ cô dâu con dung nhan mặn mà, cô dâu non non y trang lụa là con đó. Ngày mai dẫn nhiều bài cho con với Quốc Tiệp nghe nhiều bài lắm. Ngày mai sẽ có một bài mà đầu năm mình cưới. Hôm nay mới tháng 2 mới đầu năm thôi. Để dành ngày mai. Ngày mai mình hát cái bài này nè. Cô dâu con rồi. Ngày mai sẽ có một bài là đầu năm mình cưới. Còn cuối năm sao quý vị? Cuối năm sao à? Ai mà nói có con, chị nói gì mà chị nói thẳng quá à. Có cháu
cuối năm thêm người để cho ông bà nội ông ngoại có cháu biết đúng không ạ? Dạ, vỗ tay lớn nào. Cảm ơn Hương Liên nhé, cảm ơn anh Dũng, cảm ơn chị. Ôi dồi ôi, có tặng quà cho chú nữa, thơm cái nè. Ứ da là thơm, Quốc Tiệp đâu rồi? Nó đâu rồi, chú rể đâu rồi? Chú rể đâu? Tiệp ơi, đến đây với chú, đến đây coi, đến đây nào, đến đây. Đan Phương chuẩn bị Em Như Tia Nắng Mặt Trời Bên Nhật, Mi Thứ remix cho anh nha. Xong Đan Phương là tới Mai Lan em nhé. Quốc Tiệp đâu, lên đây. Cho là hai đứa nó đẹp, trời đất ơi tôi chết rồi. Ra đây, chú cho nó đẹp giữa cả cầm một cặp vậy hả trời. Đẹp quá. Con gái đứng giữa, Tiệp con đứng đây. Rồi, năm nay con nhiêu tuổi? Năm nay con 28 tuổi ạ. 28 tuổi, con gái? Con 21 tuổi ạ. Lấy vợ, lấy chồng vẫn còn trễ, thua chú Lâm Nhật ngày xưa. Ngày xưa chú 20 tuổi, đem về có em bé, chú phải cưới nó 20 cơ. Nên bây giờ là Lâm Nhật còn trẻ mà con cái nó còn nhơ máy vậy mà con nó lớn đúng không quý vị? Đồng ý không ạ? Dạ, chúc cho Quốc Tiệp và Hương Liên, đôi tân lang tân gia nhân của chúng ta trọn đời bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Lâm Nhật cảm thấy rất là hạnh phúc. Và tất cả các camera quay lại chụp hình lại những khoảng cách này. Một tí nữa Tiệp và Liên nhớ gửi hình cho chú. Chú đăng Facebook. Facebook Sài Gòn hôm nay Facebook sẽ sập. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Cảm ơn hai con nhiều nhé. Rồi xin mời ban nhạc. Mic của Đăng Phương có chưa? Em Như Thi Nắng Mặt Trời Mi Thứ remix. Một lần nữa Đăng Phương từng ai. Các chào quý vị. Một lần nữa, một lần nữa. Vỗ tay lớn lên nào. Lên cao lên nào. Bảo. Da 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 da. Hát yêu thương cuộc đời. Da 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 da. Đám đông xa lạ, tim em vòng theo tiếng hát. Chợt nghe sao xuyên bâng khuâng, hỡi em không chắc lòng anh. Ôi tim ta càng biết đây yêu đời, đời em hát luôn có ngày mai. Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời, cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu. Da 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 da. Cuộc đời da 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 da. Em thân yêu, dẫu biết anh ngắm nhìn lên đây chơi, tự nhiên đừng nên bối rối. Để nghe con sóng mênh mang vỗ về giấc mơ lòng anh. Khi em yêu bằng duyên sống tâm hồn, là em hát ước mơ ngày mai. Anh mang theo tình yêu đến trong đời, để nhớ khi xa có anh và em. Da 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 da. Hát yêu thương cuộc đời. Da 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 da. Hát em thân yêu. Em mời các anh lên đây chơi nhảy với em à. Anh được không? Đi nắng em. Đi đây. Cả nhà cô vỗ tay lớn với Lâm Nhật và đưa tay cao lên nào. Giữa đám đông xa lạ, tìm em vòng theo tiếng hát. Chợt nghe sao xuyên bâng khuâng, hỡi em thấu chắc lòng anh. Ôi tim ta càng biết thấy yêu đời, đời em hát ước mơ ngày mai. Em như muôn ngàn tia nắng mặt trời, cuộc sống soi sáng những tâm hồn yêu. Da 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 da. Hát yêu thương cuộc đời. Da 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 da.
Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn lòng. Cảm ơn Đá Phương. Các anh biết vì sao mà em mời cái dãy bàn này lên xong lên hát với em không? Là cái bài này nó là thập niên 80, cái thời của mấy anh á. Nên là lòng nhận nghĩ là ai cũng thuộc bài này. Cái bài này của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, cái thời thập niên 70-80 giải phóng mới về đó. Cái bài này rất là dễ thương của thanh niên Xuân Phong. Chia tay được chưa? Dạ. Để dành mai được không? Hát nữa không à? Chỗ thấy to rồi mày hát nữa. Khi nãy thì em cùng với lại các nghệ sĩ đứng ở trong kia thì thấy được tình cảm rất yêu mến của quý vị dành cho nam ca sĩ Long Nhật. Và thật sự hôm nay tất cả các anh chị em nghệ sĩ đều rất là hạnh phúc khi được trở về đây để phục vụ những tiết mục nghệ thuật dành cho tất cả các ông bà, cô chú và các anh chị. Và ngày mai hy vọng rằng cũng thời điểm giống như buổi chiều ngày hôm nay, sự hiện diện của tất cả các anh các chị đông đủ sẽ là rất nhiều những lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể và đại gia đình nhà anh Dũng, chị Yến. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn đại gia đình Tân Gia, Tân Lang, Tân Nương ngày hôm nay đã rất là tuyệt vời với một không gian tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng cảm ơn sự hiện diện của nhau. Cảm ơn Mai Lan, cảm ơn quý vị. Quý vị đã nghe rất là nhiều bài hát rồi và sẽ là một ca khúc nói lên tâm sự của những người mang nặng nghiệp cầm ca, như là Long Nhật, như là Mai Lan, như là Đan Phương, hay là con gái Trúc Chi của Long Nhật, để quý vị hiểu hơn và thương hơn một kiếp đời, một kiếp tầm nhã tơ làm đẹp cho đời. Kính mời quý vị cùng nghe Tình Đời, hay còn gọi là Kiếp Cầm Ca, của hai nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Chương. Bài này Long Nhật xin phép được song ca cùng với em gái giải nhất Bolero toàn quốc 2020. Một tràng pháo tay tương lưỡng dành cho Mai Lan. Các nghệ sĩ thì đứng trên rất nhiều sân khấu và những đêm ở phòng trà, đó là những đêm trải lòng của nghệ sĩ. Và ngày hôm nay ở đây, chúng tôi xin chia sẻ về tình đời. Trà sắc tiếng hát trong người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu. Tình yêu như là hương hoa, nó mai sau em mất người yêu, em cố thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa anh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi cho bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Trời vẫn thế Mai Lan ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đời là mãi còn. Quý vị có muốn vỗ tay cho Long Nhật cái Mai Lan, vỗ tay lớn lớn à. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà sắc tiếng hát cho người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn
ca sĩ đáng thương và đáng thương nhiều. Tình yêu em sợ tình yêu không sợ, không sợ. Vì tình yêu con đây là không sợ. Là hương hoa lắm mai sau em mất người yêu. Anh đừng đứng đây mà bắt đầu. Em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ. Xa đi anh đêm có anh đưa em về. Anh phải nói thật nha. Khi chốt mơ xuyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chia buồn. Chỉ cần anh thôi, anh đây. Chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Trời vẫn thế, Mai Lan ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đời ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế, em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối nhưng đời ta mãi còn nhau. Cảm ơn quý vị. Dạ. Cảm ơn anh. Quý vị nghe hay không ạ? Hay không ạ? Chia tay được chưa? Chia tay à? Đi vô em để dành mai hát. Cho anh mấy cái micro, cho anh một hai cái micro nữa. À, bên mình có mấy cái á? Có mấy tất cả mấy cái? Thêm hai cái nữa. Lâm Nhật mời à. Nói bằng anh có nhà. Ở Trúc Chi, Đan Phương ra đây, tất cả mọi người đều ra đây. Lâm Nhật mời tất cả nhà mình ra cùng sân khấu. Lâm Nhật nghĩ rằng là bài này ai cũng thuộc. Bài này dễ quá trời, không thuộc Lâm Nhật nhắc cho. Anh Dũng, anh Tuấn rồi lên sân khấu hết, anh Minh. Anh Minh rồi anh lên đây với em. Em mời hoài, lên đây với em nè. Vâng, kính mời cả nhà cùng nghe Nối Vòng Tay Lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời anh Dũng, mời anh Tuấn luôn. Mời tới một cô giáo chủ rể đâu, Tuấn Linh. Mời cô giáo chủ rể. Quốc Tiệp. Chúng ta cùng nối vòng tay lớn. Quốc Tiệp hơi lên đâu. Cô giáo đâu. Chúng ta cùng nối vòng tay lớn để gắn chặt yêu thương, để cùng nhau chúc. Chủ rể đâu, cô giáo đâu. Chú rể và cô dâu. Lên đây, lên đây, lên đây. Dừng núi giang tay nơi lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi đến nỗi sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng. Bàn tay ta nắm nối chặt nối vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui đôi ngày, dòng máu nối con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nối thôn xa vơi vời. Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vươn hết núi đồi. Vượt thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối liền một vòng từ sinh. Mai Lan, Mít Mai Lan lớn lên, em mời mọi người lên sân khấu. Mai Lan mời mọi người lên sân khấu đông nữa đi em. Mời mọi người. Xin mời các bạn lên sân khấu với em ạ. Giờ em mời chị áo váy đỏ nhung cùng em mời chị lên sân khấu. Lên đông đông à, lên đông đông cho mình à. Lên đông à? Các anh em chị lên đây với em, lên đông. Trời hơi gió đêm vui nơi này, dòng máu nơi con tim đồng loại. Dừng tình người trong ngày mới, thành phố nơi đôn xa vơi vời. Người chết nơi linh thiêng vào đời và nụ cười nối trên môi. Từ Bắc vô Nam nơi liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vươn hết núi đồi.
vượt thác treo leo, tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn năm tay, nơi liền biển xanh sông gấm, nơi liền một vòng tự sinh. Giờ nơi gió đêm vui đôi ngày, dòng máu nuôi con tim đập loạn, dựng tình người trong ngày mới, thành phố thôn thôn xa vời vời, người chết nói linh thiêng vào người và nụ cười nối trên môi. Ăn lớn, ăn lớn rồi. Từ Bắc vô Nam năm tay, ta đi từ đồng hoang vu vừa thế núi đồi, vừa thác treo leo, tay ta vừa đèo từ quê nghèo đến phố lớn năm tay, nơi này biển xanh sông gấm, đôi chờ đôi mong tự sinh. Biển xanh sông gấm, đôi vòng một tự sinh. Biển xanh sông gấm, đôi liền một vòng tự sinh. Vỗ tay lớn cả nhà ơi. Xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Long Nhật, nghệ sĩ Mai Lan, nghệ sĩ Trúc Chi và danh ca hải ngoại Đan Phương. Thưa quý vị thân mến, bản tuyên ngôn về tinh thần đoàn kết và tình người, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề Nối vòng tay lớn, đã chính thức khép lại chương trình biểu diễn nghệ thuật trong đêm tiệc trà gắn kết yêu thương, chúc mừng hạnh phúc trăm năm của chú rể Quốc Tiệp và cô dâu Phương Liên. Chúng tôi xin hơn một lần được thay lời cho gia đình ông Dũng và bà Yên, thay lời cho ban lễ tân của đêm tiệc trà hôm nay, đặc biệt là những người làm chương trình đến từ công ty tổ chức sự kiện Tân Sen, xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã hiện diện tại đây chứng kiến, đồng hành chung vui và chúc mừng. Xin kính chúc quý vị sẽ luôn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin chúc quý vị và gia đình có một đêm ấm áp yêu thương. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt. Em gặp em rồi.